chiếc Toyota Fortuner động cơ máy xăng hai cầu gầm cao máy thoáng mang biển kiểm soát Hà Nội 29A55310, một mẫu xe Toyota, mẫu xe bền bỉ, vâng, mẫu xe thương hiệu của Nhật Bản, một mẫu xe Toyota Fortuner mà giá tiền chỉ bằng một chiếc Kia Morning, một mẫu xe 7 chỗ ngồi gầm cao máy thoáng hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Fortuner động cơ máy xăng hai cầu gầm cao máy thoáng đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên các bác nhé. Một mẫu xe Toyota Fortuner mang biển kiểm soát Hà Nội. Đấy. Vậy thì bác nào mà Hà Nội mà Sài Gòn đúng chân cái mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Mẫu xe 7 chỗ ngồi thương hiệu Nhật Bản mà giá chỉ bằng một chiếc Kia Morning thôi. Đấy, lốp dép của em nó đây, rất là dày dặn các bác nhá. Con Toyota Fortuner này là có năm sản xuất 2010 các bác nhá, 2010. Đấy, nội thất này, nội thất thì ghế da xịn các bác nhá. Ghế da xịn sò luôn. Vâng, ghế da xịn sò. Đấy, xe không lỗi các bác nhá, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước và không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, màn hình Android to phạc luôn, cam nồi đầy đủ, chân nỉ nguyên zin nguyên bản theo xe. Đấy, chân nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, nội thất thì sạch sẽ đẹp đẽ ok rồi. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, mẫu xe Toyota Fortuner, form dáng thì rất là đẹp luôn. Sơn si thì màu bạc, vâng, nội thất thì ghế da xịn sò nguyên bản theo xe, rất là tươi các bác nhé. Đấy, rất là tươi, vâng, bệ bậc lên xuống thì đã được ốp inox mạ chrome rồi. Đấy. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe gầm cao máy thoáng này, đấy, một mẫu xe động cơ máy xăng hai cầu gầm cao máy thoáng, alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá, trang bị hai túi khí an toàn. Đấy, hai túi khí an toàn các bác nhá. Nội thất thì rất là tươi. Vâng, nội thất thì tươi không cần phải tưới các bác nhá. Bệ bậc lên xuống ốp inox mạ chrome rất là đẹp luôn. Đấy, ốc ác bản nè, cánh cửa chưa hề động đến kale mỏ led. Đấy. Các bác xem và cảm nhận nào. Đấy, tất cả những cái hệ thống cột kèo của xe, đấy, zin nguyên bản luôn. Hệ thống táp ly của cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác này. Đấy, táp ly của em nói các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Tất cả những cái hệ thống keo chỉ của nó này. Đấy, keo chỉ của em nói các bác nhá. Đấy, keo chỉ đều tắp tắp luôn, zin nguyên bản luôn. Tất cả phần hệ thống khung cánh cửa các bác này. Đấy, không hề có một chút mộc mọt nào luôn. Táp ly thì vẫn còn gai sần, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, hốc hác bản này. Đấy, ok luôn các bác nhá. Nội thất thì ghế da sờ rất là mềm mại và êm ái các bác này. Ghế da của nó ghế da xịn luôn các bác nhá. Một mẫu xe Toyota Fortuner động cơ máy xăng hai cầu gầm cao máy thoáng, có năm sản xuất 2010. Vâng, 2010 các bác nhá. Đấy, bây giờ thì đăng kiểm của nó thì đăng kiểm 1 năm. Đấy, trước thì nó là 6 tháng nhưng bây giờ lên đăng kiểm thì từ 2003. Đấy, 2003 nó lên giờ lên là đăng kiểm 1 năm rồi các bác nhá. Đấy, đăng kiểm của em nó có đến tháng 7 năm 2023. Vâng. Cục đăng kiểm thì vừa rồi thì mới nâng mức đăng kiểm lên thì từ 2003 thì đã được đăng kiểm 1 năm rồi. Thì các bác không phải ngại về cái việc đăng kiểm các bác nhé. Hệ thống đèn đóm này, đấy, đèn bi siêu sáng nguyên bản theo xe. Đấy, biển kiểm soát lại còn Hà Nội, một mẫu xe gầm cao. Vâng, một mẫu xe Toyota Fortuner hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà mua xe cũng như bán xe cứ alo cho em. Đấy, bãi xe của em này rất là nhiều các bác nhé. Rất là nhiều những mẫu xe đang nằm na liệt ở bãi này các bác này. Đấy, giá tiền thì chỉ từ 55 triệu đấy cho đến 600 triệu đồng quay đầu các bác nhé. Rất là nhiều luôn, 7 chỗ máy dầu máy xăng, 5 chỗ này, rất là nhiều. Hệ thống cốp sau xe. Đấy, các bác xem phần cốp sau xe này, rất là đẹp các bác nhé. Cái đinh tán răng giật này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện luôn, ốc ác này. Đấy, ốc ác của em nó các bác nhá, chưa hề động đến kale mỏ led luôn.
Đấy, các bác xem này, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá, nguyên bản theo nhà máy sản xuất. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước và không taxi, không dịch vụ luôn. Keo chỉ của em nó này, keo chỉ của em nó là keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Đấy, keo chỉ zin, nội thất tươi. Đấy, máy gầm thì đại chất, côn số ngọt. Đây là phần hệ thống hàng ghế thứ ba các bác này. Đấy, hàng ghế thứ ba thì còn rất là đẹp các bác nhá. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Đấy. Anh em mà đi 5 người thì gấp hàng ghế thứ ba lại mà treo lên thì làm khoang đựng đồ của nó thì rất là rộng rãi các bác nhá. Đấy, rất là rộng rãi luôn. Đấy, dòng này thì khoang đựng đồ của nó đây, rất là rộng rãi các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe các bác này. Đấy, mẫu xe gầm cao máy thoáng các bác nhá. Đấy, gầm bệ chắc chắn luôn. Lốp dép này, lốp dép của em nó rất là dày dặn các bác nhá. Đây hệ thống của lốp sô cua này. Đấy, trang bị cảm biến lùi, cảm biến va chạm đầy đủ luôn. Mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Đấy, mẫu xe Toyota Fortuner. Hệ thống quả lốp của đằng sau bên bên lái các bác nhá. Đấy, phần lốp dép của em nó này. Đấy, các bác xem và cảm nhận này. Đấy, rất là dày dặn các bác nhá. Đấy, rất là dày dặn luôn. Tất cả những hệ thống phần cua lốp của xe. Đó, không hề có một chút mộc mọn nào luôn. Đấy, la răng đúc 4 bánh này. Tay lắm mở cửa thì đã được Opilock mạ chrome rồi. Hệ thống táp ly cánh cửa. Táp ly của cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, táp ly của em nó đây, vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn, âm thanh thì rất là hay. Đấy, mẫu xe phải nói là thương hiệu Nhật Bản, dòng Toyota thì máy móc của em nó rất là lành luôn, không hề hỏng vặt các bác nhá. Tất cả phần khung cánh cửa của xe. Đấy, ốc ác này. Nguyên đai nguyên kiện các bác nhá, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Vâng, 368 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Fortuner, động cơ máy xăng 2 cầu, máy 2.7, máy xăng. Đấy, rất là ok các bác nhá. Phần hệ thống táp ly của cánh cửa này. Táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác nhá, bảng tổng của gương kính chỉnh điện và cột xe nguyên bản theo xe. Đấy, chân phanh, chân ga các bác này. Đấy, tất cả phần khung cánh cửa các bác nhá. Đấy, những cái keo chỉ của xe này. Đấy, cứ đều tắp tắp luôn các bác nhá, đều tắp tắp luôn. Đấy, bao zin cả xe cho các bác. Đấy, bao zin bao phê cho các bác. Đấy, bao test hãng cho các bác luôn. Đấy, hệ thống tem mác theo nhà máy sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn. Táp ly thì gai sần rất là đẹp. Đấy, một mẫu xe Toyota Fortuner phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Cái ốc ác bản này chưa hề động đến kale mỏ lết các bác này. Đấy, tất cả những phần khung sườn của xe. Đấy, rất là chắc chắn các bác nhá. Nguyên đai nguyên kiện theo nhà máy sản xuất. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo mẫu xe Toyota Fortuner 2010. Phần bô lăng của em nói các bác này. Bô lăng thì là bô lăng 4 chấu các bác nhá. Đây, những cái bàn phím này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, phím còi các bác nhá, rất là đẹp luôn này. Túi khí ABS đầy đủ. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhá. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lổ ngay các bác này. Đấy, con này chạy được 10 vạn chuẩn các bác nhá. Đấy, mới chạy được có 10 vạn chuẩn luôn. Đấy, sơn si thì màu bạc. Vâng, biển kiểm soát tại con Hà Nội. Đấy, gạt mưa phun nước rất là ok các bác nhá. Đấy, màn hình Android. Đấy, Android to phạc luôn, sim 4G, định vị toàn cầu luôn. Đấy, màn hình camera nồi này các bác này. Đấy, led như là Soli các bác nhá. Động cơ máy xăng 2 cầu này. Đấy, 2 cầu các bác nhá. Hai túi khí an toàn. Đấy, táp ly, táp lô rất là đẹp luôn, led như là Soli. Đấy, chắn nắng, kính hộp đựng kính đầy đủ các bác nhá. Phần kính lên xuống này. Đó, rất là ok. Đấy, rất là ok các bác nhá. Gương kính chỉnh điện và cụp xe. Đấy, cụp xe chỉnh điện nguyên bản theo xe. Đấy, nguyên bản theo xe các bác nhá. Đây các bác xem này, rất là ok rồi. Các bác mua về thì chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Với giá tiền 368 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ gốc về cho các bác cũng như có cả vận chuyển cho các bác luôn. Miễn phí tiền ship cho quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất những năm 2010, động cơ máy xăng 2 cầu, gầm cao máy thoáng này, alo luôn cho em có nhé. Alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em.
có địa chỉ đặt tại thôn 1 mà xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của một mẫu xe Toyota Fortuner. Mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi, vâng, rất là khỏe luôn. Đấy, to khỏe đẹp dài các bác nhá. Lốp dép thì rất là dày dặn các bác này. Lốp dép của em nó thì rất là dày dặn luôn, những cái phần cua lốp này. Đấy, không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá. Đấy, không hề mục mọt luôn. Đấy. Sau đây là phần động cơ khoang máy các bác nhá. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Toyota Fortuner sản xuất 2010, là một mẫu xe bền bỉ, vâng, một mẫu xe lôi đồng cùi đá, mẫu xe trâu bò, vâng, khỏe như là voi luôn. Đấy, tất cả những cái đinh tán rằng giật này, đấy, zin nguyên bản theo nhà máy sản xuất các nhá, zin nguyên bản luôn. Đấy, hệ thống cụm chi ABS chống trơn chống trượt và chống bó cứng các bác này. Đấy, bao zin toàn tập cho các bác. Đấy, động cơ 4 máy, máy 2.7, máy xăng. Máy lổ rất là êm luôn. Đấy, máy lổ rất là êm quá nhá, tiếng máy lổ rất là thì thầm luôn. Đinh tán răng giật này, nguyên đai nguyên kiện luôn các bác nhá. Mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Vâng, mẫu xe Fortuner. Đấy, phải nói là rất là đẹp luôn, chỉ với 368 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe động cơ máy xăng 2 cầu, gầm cao máy phá ngay. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe, đấy, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản, vâng, mẫu xe gầm cao, vâng, mẫu xe phải nói là rất là trâu bò luôn. Đấy, nhãn hiệu của Toyota các bạn này. Đấy, cabo zin nguyên bản các bạn nhá, hệ thống keo chỉ đây. Keo chỉ của em nó đều tắp tắp luôn. Đấy, keo chỉ zin đều tắp tắp các nhá, cabo thì mỏng tang luôn. Đấy, máy móc thì rất là sạch sẽ, khô ráo rồi. Đấy, máy em để mộc các bác nhá, không hề dọn rửa chi các bác này. Đấy, máy mộc luôn các bác nhá. Máy thì rất là ngon luôn. Vâng, mẫu xe phải nói là rẻ như một chiếc Morning luôn, mà là một mẫu xe Toyota. Đấy, 7 chỗ ngồi, Fortuner, động cơ 2.7V, máy xăng. Dạ vâng, vừa rồi thì đoàn nghị ô tô cũ Hải Phòng em vừa quay tổng hợp một mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất những năm 2010, động cơ máy xăng 2 cầu, gầm cao máy thoáng. Bên em đang chào bán với giá là 368 triệu đồng, có bao hồ sơ cũng như có cả vận chuyển cho các bác. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất 2010, số tự động động cơ máy xăng 2 cầu này, alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.